Đây là một mẫu nhà sẽ có một cái lối đi bên hông cho gia đình mình cực kỳ là rộng rãi và thông thoáng nha quý anh chị, với diện tích cực kỳ là rộng rãi luôn, ngang 5,7 m chạy sâu vào sẽ là tận 22 m nha quý anh chị. Căn nhà này là căn nhà vừa mới hoàn thiện xong, được thiết kế theo cái kiểu mái Thái nha, được một trệt một lầu, nó có 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước nè để mình đổ ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình đổ thoải mái nha quý anh chị. Cái căn nhà này là cực kỳ là xinh luôn. Nếu mà quý anh chị mình muốn khám biết chi tiết về thông tin căn nhà này thì cô chú anh chị mình đừng vội lướt qua cái video ngày hôm nay nha. Hãy cùng em khám phá hết cái mẫu nhà ngày hôm nay nha quý anh chị. Thì cái đường dẫn vào nhà của mình đó quý anh chị cũng cực kỳ là rộng nữa, lên tận 6 mét nha. Đó, cái đường thì trước nhà hiện tại là đường đá xanh thôi, nhưng mà ở nay mai nó cũng sẽ trải nhựa cho gia đình mình, tại cái đường này là đường của nhà nước nha quý anh chị. Đường thông hai hướng, dân cư cực kỳ là đông luôn, chỉ cách cái đường nhựa của con đường tập đoàn 2 á quý anh chị, đi ra ra đó tầm khoảng 100 mét thôi là mình đã ra tới cái con đường nhựa rồi. Thì ngôi nhà của mình được tọa lạc ở phía sau bến xe buýt Hưng Long nha quý anh chị, trên trục đường Đoàn Nguyễn Tuấn Hương Lộ 11. Từ vị trí căn nhà của mình di chuyển ra bến xe buýt Hưng Long thì mình đi đâu đó khoảng 700 mét nha, là mình đã ra tới nơi ngay bến xe buýt Hưng Long rồi. Thì trong đây hiện tại em có hai căn đó, một cái căn này vừa mới hoàn thiện xong, thì hôm trước chị Nguyễn cũng đã có review cái căn kế bên, nhưng mà hôm nay nó đã có một cái mức giá hạ rất là sâu rồi nha quý anh chị. Thì chủ yếu là hôm nay em sẽ review cái mẫu này cho cô chú anh chị mình. Thì hôm bữa anh chủ đi á, ảnh quên ảnh bóp cửa trong lại à, nên em mở cửa không được, nên mong cô chú anh chị mình thông cảm nha. Thì nhà mình vẫn còn có lối đi bên đây nè quý anh chị. Cái căn nhà của mình là nhà xây riêng lẻ nha quý anh chị, tường riêng, cọc riêng, đà riêng, cái gì cũng riêng hết luôn, sổ hồng cũng riêng và cũng đã hoàn công rồi. Và căn nhà của mình được bán với mức giá tổng luôn, không phát sinh nha quý anh chị, chỉ đúng 2 tỷ 580 triệu thôi. Và được ngân hàng thẩm định cho mình vay lên tới tận 2 tỷ nha quý anh chị. Quý anh chị mình chỉ cần có trong tay đâu đó tầm khoảng 580 triệu thôi là cô chú anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay một cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn nha. Một cái căn nhà của mình là toàn bộ màu trắng tinh mơ luôn, cực kỳ là sang luôn nha quý anh chị. Tìm đâu ra nữa quý anh chị, căn nhà mà bán với mức giá chỉ có hơn 2 tỷ chút xíu à, mà có xăng đổ ô tô, có lối đi bên hông nữa là cực kỳ mát mẻ rồi đó, đi thoải mái luôn. Căn này thì cho mình là một cái hướng Tây Nam nha, nếu mà quý anh chị mình thích hướng Tây Nam thì hãy gọi ngay cho em để mình là người đầu tiên về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn đó. Như quý anh chị mình có thể xem trước màn hình, thiết kế theo cái kiểu rất là dễ thương đó, rất là sang luôn nha quý anh chị. Cái mẫu này là bán chạy nhất năm 2023 luôn. Tiến vào trong bên trong nữa sẽ cho mình là lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha quý anh chị. Đây sẽ là một cái không gian phòng khách cho gia đình mình cực kỳ là rộng rãi luôn. Ở trong đây á, hệ thống đèn và hệ thống đèn thì cũng đã full đầy đủ rồi, và trần là trần thạch cao nguyên khối luôn nha quý anh chị. Tường gạch thì ốp tặng lên cao cho gia đình mình đâu đó tầm khoảng 1,2 m nha, nên cực kỳ là sạch sẽ luôn. Ở đây thì có đi cho mình những cái điểm nhấn là gạch nổi nè, cực kỳ là sang nha quý anh chị. Có đi những cái khung bậc tam cấp cho gia đình mình đó, về quý anh chị mình có thể trang trí thêm vào khu vực này. Một cái căn nhà pháp lý sổ hồng riêng mà đã hoàn công rồi mà bán với mức giá chỉ có 2 tỷ 580 triệu là một mức giá cực kỳ là rẻ luôn nha quý anh chị. Đường ô tô di chuyển tới nhà, xăng đậu ô tô luôn, tìm đâu ra hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em nha. Và mình di chuyển xuống đây nữa sẽ là một cái không gian bếp. Thì không gian bếp á quý anh chị, bên đơn vị em cũng đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới cho gia đình mình rồi. Mặt đá và cương bột inox 304 đầy đủ hết nha quý anh chị. Có ống nước ra, ống nước vô nè. Thì bên dưới chân cầu thang á, bên em để chấm, về quý anh chị mình cũng có thể làm thêm cái tủ ở dưới này nha quý anh chị. Đó, về quý anh chị mình làm kho tủ để mình đựng những vật dụng không cần thiết nha. Thì căn nhà của mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Đường xá thì rộng rãi thoải mái rồi. Không gian nhà vệ sinh thì bên em sẽ đặt ở khu vực đây đó, khu vực không gian nhà vệ sinh đó thì cũng đầy đủ tiện nghi hết nha quý anh chị. Trong đó thì gạch ốp tặng lên cao rất là sạch sẽ. Và căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái phòng ở phía bên dưới nha quý anh chị, nên căn này thì rất thích hợp với gia đình nào có cha mẹ ông bà lên xuống cầu thang bất tiện thì mình có thể tận dụng không gian phòng này, có không gian cửa sổ cho gia đình mình nè, dây chờ máy lạnh và đèn đầy đủ hết luôn. Cửa của mình là cửa nhôm sơn pha nha quý anh chị. Và mình tiến thẳng ra đây nữa sẽ là một cái sân sau, sân sau cho gia đình mình. Phía này thì nó ở đây thì quý anh chị mình có thể tận dụng làm không gian sân phơi đồ hoặc là mình trồng cây kiểng gì đó tùy ý thích mỗi gia đình mình nha. Đặc biệt là căn nhà của mình ở hậu 6 mét nha quý anh chị. Đó, phía sau này là 6 nè, phía trước là 5 mét 7 nha,
nó hậu ra, căn nhà nó hậu rất là tốt. Ở đây thì lối đi là lúc đầu clip chị Nguyễn có chia sẻ nè, mình có để đi ra ngoài trước luôn, tuyệt vời. Và căn nhà của mình á, bán với mức giá này thì quá là rẻ rồi. Thì căn này là vừa mới hoàn thiện xong luôn mới quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình có thích cái mẫu này thì hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn qua Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước khi mình có dự định xuống đây xem căn nhà này luôn nha. Bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn, lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho em để em gửi thông tin cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Bây giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên tầng trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho mình là 3 phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Mình di chuyển xuống cuối nhà sẽ có một cái phòng bự và to ở cái phòng ở cuối nhà nha quý anh chị. Cái phòng này sẽ cho mình là có không gian cửa sổ nè, nên cực kỳ là mát luôn nha quý anh chị. Trong đây thì đầy đủ rồi, đèn ngủ và đèn thức hai thắp sáng hết trong phòng. Không gian nhà vệ sinh á thì được đặt giữa ba phòng cho quý anh chị mình sinh hoạt chung cho nó tiện. Đó, trong đó thì cũng đầy đủ tiện ích hết luôn nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị mình đã xem đến đây thì đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha, để em có động lực đi ra nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Và đây sẽ là phòng thứ hai, nó ở ngay trên cầu thang đi lên. Phòng này thì không có cửa sổ nha, giờ quý anh chị mình cũng có thể phát sinh thêm làm cửa sổ ngay trên cầu thang đi lên, hoặc là làm cửa sổ mé bên đây nha quý anh chị. Và mình di chuyển qua đây nữa là một cái phòng lớn. Cái phòng này thì quý chị mình nếu mà ở ít người á thì mình có thể làm phòng thờ, ở đông thì mình làm phòng ngủ vẫn được nha. Phòng này cực kỳ rộng luôn, hệ thống sàn thạch cao rồi đầy đủ hết à. Có một cái ban công trước nhà nha quý chị. Mình di chuyển ra đây á thì mình có thể ngắm được hoàn cảnh toàn và cảnh xung quanh luôn đó. Ra đây thì dân cư ở rất là đông đúc và sầm phất rồi nha quý anh chị. Đường xá thì đường ô tô di chuyển tới nha, đó, xe tải chạy ra chạy vô thoải mái luôn. Ở đây thì dân cư ở rất là đông. Vị trí căn nhà của mình á cách với bến xe buýt Hương Long, đường của đường đoàn Nguyễn Tuấn Hương Lò 11 đó quý anh chị. Thì mình đi đâu đó khoảng 700m thôi là mình đã di chuyển ra tới ngay bến xe buýt Hương Long rồi. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói lại giá và vị trí chính xác hơn nha. Và nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Thì diện tích nhà của mình là ngang 5m7, chạy dài thẳng vào là 22m, đặc biệt là nở hậu phía sau là 6m nha quý anh chị. Nhà của mình là xây riêng lẻ nha, tường riêng, cột riêng, đà riêng, cái gì cũng riêng hết, xây theo cái kiểu mái Thái cực kỳ là sang trọng luôn. Pháp lý cũng sổ hồng riêng, sổ thì cũng đã hoàn công rồi và được bán với mức giá tổng không phát sinh thêm một đồng, chỉ đúng 2.580.000.000 thôi, vẫn còn thương lượng ngay chính chủ cho cô chú anh chị mình nha. Căn này thì được bên ngân hàng hỗ trợ cho mình vay lên tặng tới 2 tỷ nha quý anh chị. Quý anh chị mình chỉ cần thanh toán cho bên đơn vị em đâu đó tầm khoảng 580.000.000 thôi là quý anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay một cái mẫu nhà vừa mới hoàn thiện xong, diện tích cực kỳ rộng rãi luôn, đường xá thì ô tô xe tải di chuyển ra vô thoải mái. Mình sẽ có một cái phảnh xăng để mình đậu xe ô tô luôn nha quý anh chị. Có lối đi bên hồng nữa nè, nó căn nhà cực kỳ mát. Nhà của mình sẽ là hướng Tây Nam nha. Nếu mà quý anh chị nào hợp với hướng Tây Nam thì hãy gọi ngay cho em, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Và xem đây, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi săn nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Và giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo nha.